mọi người. Hiện tại Thảo Vy đang có mặt tại lễ tốt nghiệp năm 2022 của trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hãy cùng theo chân Thảo Vy để xem là lễ tốt nghiệp năm nay sẽ có gì đặc biệt nha. Jump into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young, it doesn't matter what we do. There ain't nobody like you look so beautiful, and I'm so lucky to be yours. Chân thành cảm ơn quý thầy cô đã nhiệt tình dạy dỗ con em của cô đã trở thành một người tài. Thì ngày hôm nay là ngày vui của con, cho nên là cha mẹ nào cũng mừng hết, rất rất là mừng. Con rất là xúc động khi con cô đã tốt nghiệp loại giỏi, đồng thời là cũng mong là con lớn trưởng thành. Nói chung là để đến ngày tốt nghiệp hôm nay thì cũng đã trải qua cả 4 năm trên trường OU của mình, thì chị cũng rất là xúc động khi mà cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Em cảm thấy khá là vui, và đây cũng là một cái buổi lễ đánh dấu cái cột mốc mà chị như là em được lớn lên vậy á. Cảm ơn trường đại học mở. Thực ra thì em cũng đi làm được một năm rồi, cho nên là dự định của em cũng là thiên về phát triển công việc. Với lại em cảm thấy là do trường em ứng dụng được rất là nhiều những cái thứ mà mình học được á, nên là một lần nữa em rất là cảm ơn. Thì mình rất là vui và vinh dự khi mà đã hoàn thành suốt 4 năm đại học, dù có một chút khó khăn trong cái mùa dịch Covid, nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành đúng cái hẹn là 4 năm thì mình đã ra trường. Cảm giác hôm nay của mình rất là phấn khởi vì đây là lần đầu tiên được tham dự lễ tốt nghiệp, thì mình rất là hạnh phúc, mình chờ đợi khoảng này từ lâu rồi. Thì mình cũng xin cảm ơn thầy cô bạn bè đã giúp đỡ mình để mình có thể tốt nghiệp được như ngày hôm nay. Mình kỳ vọng là mình tận dụng được kiến thức của trường đã giảng dạy cho mình và các kỹ năng mình đã học tập được để có thể góp vào phần cho làm việc, cho công việc và giúp cho mình phát triển hơn. Hôm nay tôi xin rất vui mừng và phấn khởi vì đã dự lễ tốt nghiệp của con tôi. Xin cảm ơn quý thầy cô của nhà trường đã tạo đạo cho con tôi tốt nghiệp ngày hôm nay. Con tôi được tốt nghiệp loại giỏi, tôi rất vui mừng. Cảm ơn thầy, cảm ơn nhà trường, cảm ơn tất cả quý thầy cô, cảm ơn ban lãnh đạo của nhà trường. Lại một mùa tốt nghiệp nữa đã kết thúc. Xin chúc cho các bạn tân cử nhân sẽ luôn tự tin, vững bước và thật thành công trên con đường mình đã chọn.